Mẹ bảo cho tao bán cho chúng mày, cho tại sao chúng mày đưa tao từng này? Bà thì giải cho bao nhiêu mà mày đưa hết nhiều thằng cẩn thận đấy, thêm còn bao nhiêu con tính với bà thì mày chả thấy gì rồi mà người bà đi đâu thế mà đi vẽ thì bạn các vào ngủ gần thì người ta không đi, đang thức buồn ngủ chân thì gần chết thì lại buồn cười, không có người ta đi quay lại ngủ gần chết. Ép mình bao giờ mày ăn thường ngày con nhé. Thế nhưng mình có bán cái gì cơ, mời nó mua nó mua. Hôm nào bà lên mang rau lên. Mang rau ép bà ấy mua. Hôm nào đợi ép rau mang được bà vào mặt rồi. Cái rau mà. Dây. Vâng. Hai năm đừng bà. Ôi nói là sướng mồm là bà là ai cho nó bà mình trước cái chứ. Ông tao cứ ở đánh tao cho đánh kìa. Ôi giời. Thằng nào đánh thì tớ cho đánh. Thôi được. Chẳng bỏ nhá. Cố ở đâu? À lại thớt nhà ông dân đấy gì? Hôm nay chiều nay. Chiều nay hôm nay thấy ông cậu. Ông tầm này đi được rồi. Thế mà tầm này đi được rồi.